bước chân phải đầu tiên này, nhịp 1, 2, 3 và mở 4. Mình lần lượt từng chân một lại nhé. 5, 6, 7, đi lại này. Chân phải, chân trái, chân phải, em mở trái. Rồi mình tập lại luôn này. Chân thứ nhất, 5, 6, có thêm đánh không thì càng tốt này. 5, 6, 7, đi lại này. 1, 2, 3 và mở. Rồi đến phần tay của mình sẽ bắt đầu là từ trong ra ngoài. Cùng lúc hai tay luôn lại tay nhé. 5, 6, 7, đi tay này. Trong, em ngoài. Lại cả tay cả chân nhé. 5, 6, 7, đi chân. Chân phải, chân trái, chân phải, em mở trái. Rồi, nhanh hơn một xíu này. 5, 6, 7, đi lại. 1, 2, 3, đóng tay. 4, mở tay. Rồi, từ đây này, tay của mình đang mở nhé. Mình dùng tay phải này. Vào trong, ra ngoài. Vào trong, ra ngoài. Hai lần liên tiếp. Lại tay thôi này. Mình sẽ là đóng vào trong, mở ra và dùng tay phải. Trong, ngoài, in trong và ngoài. Bước chân nhá. 5, 6, 7 bước chân này. Chân phải, chân trái, chân phải, mở trái và dùng tay phải. Thì đồng thời người của mình sẽ dưỡng lên. Mình nhắc đến người lên này thì tay của mình vào trong, tay ra, đồng thời người hạ xuống. Người lên và xuống, tay lên, em xuống và lên và xuống. Rồi lại lần nữa nhanh hơn này. 5, 6, 7, đi lại. 1, 2, 3, mở 4, em 5, 6, 7, 8. Tốt, thì mình lặp lại nhé. 5, 6, 7, đi nhanh hơn. 1, 2, 3, mở 4, 5, 6, 7, 8. Rồi mình đang dừng ở đây này. Mình sẽ dùng tay phải luôn này. Lên bên trái, tay trái lên bên phải. Và mình dùng hai cái tay mình đặt vào nhau nhé. Và con ra sau, hạ xuống. Mình tập tay hơn đã. 5, từ đây này, 5, 6, 7. Tay phải, tay trái, quăng ra sau và hạ. Lại lần nữa nhé. Tay phải này, phải, trái, quăng và hạ. Rồi thêm chân, mình đang dừng ở đây. Mình sẽ dẫn chân trái, đồng thời mông sang trái và tay của mình trong xoay người trên trời. Lại nhá, từ đây, 5, 6, 7, mông trái tay phải này, mông phải chạy tay trái này, quăng ra sau và hạ xuống. Rồi từ đầu nhá, 5, 6, 7, từ đầu này, 1, 2, 3, mở 4, tay 5, 6, 7, tay phải, phải, em trái, quăng và hạ. Đúng rồi, lại luôn nhá. Nhanh hơn một xíu. 5, 6, 7, đi lại. 1, 2, 3, mở 4, 5, 6, 7, tay phải, phải, trái, quăng, xuống. Rồi, mình đang dừng ở đây này. Mông của mình trụ ở giữa nhá. Bây giờ mình mới đánh từ mông sang bên phải được này. Hai lần sang phải, phải và phải. Đúng rồi, ở đây mông của mình sẽ hạ xuống giữa và mình sẽ đánh chéo lên bên phải. Một cái, hạ xuống. Hai cái, hạ xuống. Lại lần nữa nhá. 5, 6, 7, mông và mông. Đúng rồi, mình sẽ làm lại từ đây này. 5, 6, 7, tay phải, tay phải, tay trái, quăng ra sau, hạ xuống. Hai lần mông, mông, mông. Đúng rồi, lại luôn từ đầu này. 5, mình đi chậm một xíu nhá. 5, 6, 7, từ đầu. 1, 2, 3, mở 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi lớp 2 nhịp 7, 8 cuối cùng này. Mình sẽ nâng người đứng thẳng dậy. Và đồng thời tay của mình đặt sang ngang. Nhớ nhớ, đang ở đây này. Đứng thẳng người và tay đặt sang ngang. Đứng thẳng, tay sang ngang. Đúng rồi. Và thêm một cái khi mà mình đứng thẳng, mình sẽ xoay đầu từ bên trái qua bên phải. Trái này, trước và hất phải. Mình sẽ làm nhanh một lượt đầu nhé. Xoay, đúng rồi. Lại luôn này, 5, 6, 7. Lấy đà trái, quăng sang phải. Rồi, từ đây này, mình đồng thời nhấc người, tay ngang và xoay đầu. 5, 6, 7, em xoay. Đúng rồi, làm nhịp 7, 8. Lại luôn nhé. Từ đầu này, 5, 6, 7, đi lại. 1, 2, 3, mở 4, 5, 6, 7, tay phải, phải, trái, xoay, xuống, mông, mông, xoay đầu luôn. Rồi, nhanh hơn một xíu nữa nhé, là thì nó sẽ hơi nhanh một tí, thì mình sẽ nhanh nhanh này. 5, 6, 7, đi nhanh. 1, 2, 3, 4.
4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, xoay xuống, không, không, xoay đầu luôn. Ok, đến phần tiếp theo này, mình đang là xoay đầu. Cái này rất đơn giản thôi, thì mình sẽ hất cái ngực lên nhá. Cho mình ngực bên phải trước này, bên phải, bên trái và hai lần phải. Thì tay của mình sẽ giữ nguyên ở đây. Mình vừa xoay đầu xong này, tay vẫn giữ nguyên và mình chỉ dùng phần ngực của mình thôi nhá. Rồi tập ngực này, ngực của mình sẽ lên, lên, lên. Thì cái phần hông với phần chân đó thì mình sẽ hơi trùng xuống một tí và trụ chắc chân này, mình chỉ hất cái ngực lên thôi. Em lên, bên trái, hai lần bên phải, rồi lại nhá. 5, 6, 7, đi lại. 1, 2, 3, 4. Mình sẽ làm ngược lại luôn, bên trái, bên phải, em hai lần trái. Rồi lần đầu tiên này mình sẽ là phải trái phải phải, và lần thứ hai sẽ là trái phải trái trái, hai lần như thế nhá. Lại này, 5 6 7 đi lại. 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi đơn giản đúng không? Mình sẽ sau này này, mình sẽ thả tay xuống và xoay cái hông này, xoay hông từ bên phải qua bên trái. Mình sẽ tập rõ cái hông trước nhá. Hông của mình này, bên phải hạ xuống, bên trái đi lên. Rồi lại lần nữa cái hông nhá. Cái hông mình đưa sang bên phải, cố gắng là người của mình giữ thẳng, mình đưa hông sang bên phải này. Từ đây này vẫn giữ hông bên phải và mình sẽ hạ cái hông xuống. Rồi bây giờ mình đưa hông sang bên trái này, người mình vẫn thấp nhá. Rồi đưa lên trên, về giữa, lại luôn nhá. Bên phải xuống, trái và giữa. Rồi mình khi mình làm quen đó thì mình sẽ nối bốn điểm đấy thành một vòng tròn, nối thành một vòng tròn ha. Lại để 5 6 7 đi hông em lên. Thì động tác của mình cũng như thế thôi, mình sẽ là hông này vừa giật ngực, 1 2 3 4 5 6 7 8. Mình thả tay xuống, hông sang phải, về giữa, tay lên là mình sẽ giữ ở đây đấy nhá. Mình sẽ tập này, hông em xuống và lên, tay của mình sẽ là giữ lên xuống, tập tay nhá, xoay hông lên xuống, tay của mình sẽ là giữ hai tay lên em xuống, tập tay trước này, 5 6 7 đi, tay giữ lên xuống. Rồi cái hông của mình sẽ là phải về giữa sang phải hất lên, đúng rồi, nó sẽ là hơi nửa vòng sang bên phải, nhấn xuống hất trái trở về lại nhá. 5 6 7 nửa vòng bên phải này, hạ xuống hất trái trở về lại luôn. 5 6 7 đi, 1 2 3 4, đúng rồi, tốt, lại đi. 5 6 7 đi, 1 2 3 4, đúng rồi, lại nhá. Cả tay ở chân này, nhớ là tay của mình sẽ là giữ thu về em giữ lại nhá. 5 6 7 đi, vòng giữ em đi, đúng rồi, lại luôn. 5 6 7 đi, 1 2 3 4. Tiếp lần này mình sẽ vòng hông ngược lại, hông của mình đang ở bên phải, mình vòng hông ngược lại sang bên trái, thu chân về và dẫn ngực đi lên, đúng rồi, lại nhá. Cái này nó hơi khó một xíu nên mình cố gắng tập này. 5 6 7 xoay hông này, xoay hông hạ nhấc lên, xoay ngược lại sang trái, thu chân về, thì ngực đồng thời người với ngực của mình sẽ hạ xuống. Bây giờ mình bật lên này, lên xuống, đúng rồi, lại cả cái tổ hợp đấy nhá. 5 6 7 xoay hông, 1 2 3 4 5 6 7 và 8. Tay của mình đơn giản thôi là mình cứ giữ thu giữ, rồi lại được một lần nữa như thế, giữ thu và giữ. Hông của mình xoay nhá, 5 6 7, lại lần nữa này, 1 2 3 4 5 6 7 và 8, đúng rồi, lại nhá. Mình làm lại cái giật ngược này, 5 6 7 giật ngược sang bên phải, 1 2 3 4 5 6 7 8, xoay hông, 1 2 3 và 4 5 6 7 và ngực, đúng rồi. Lần đầu tiên mình xoay hông giật hông, và lần thứ hai xoay hông giật ngực lại nhá. 5 6 từ ngực luôn, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 giật hông lên, 5 6 7 giật ngực,
Đúng rồi. Thế là mình xong cái tổ hợp thứ hai rồi. Bây giờ mình sẽ ghép từ đầu đến đấy luôn nhá. Là mình xong bài rồi. Rồi từ đầu này, bước chân lên 5, 6, 7, từ đầu 1, 2, 3, mở 4, 5, 6, 7, tay phải, phải, trái, xoay, xuống, hông, hông, xoay đầu ngược 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, xoay hông 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, và ngực. Vừa rồi đấy là mình đã cùng nhau tập xong bài 2 phút hơn rồi. Và bây giờ mình cũng ghép nhạc nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.